Và rất là quan trọng các bạn thấy được là kiếm tiền thì rất là khác với lại các bạn tranh luận đúng sai. Cho nên một trong những câu nói mà thường hay chia sẻ với các bạn đó đó chính là do you want to be right or do you want to make money? Như là các bạn muốn chứng minh là mình đúng hay là các bạn muốn kiếm tiền. Bản thân thường thì chỉ muốn kiếm tiền mà thôi, không cần phải chứng minh là mình đúng tại sao thường nói như vậy có ý nghĩa như thế nào thì các bạn cũng đã thấy đó là nhiều khi đó bây giờ vẫn còn rất nhiều người lên tiếng nói là bitcoin không có giá trị bây giờ thì hầu như là không có ai nói bitcoin là một cái trò lừa đảo nữa cái thời gian đó đã, đã qua rồi những nhà đầu tư lớn như ngân hàng cũng không còn nói tới nữa chính phủ cũng không có nói là bitcoin là lừa đảo hay là dùng cho những phạm pháp những điều đó như là thường đã chia sẻ với các bạn nhiều năm qua là không có một cái dẫn chứng nào cho thấy được bitcoin sử dụng nhiều À, trong việc phạm pháp hết. Cái mà được sử dụng nhiều trong phạm pháp đó, những người mà phạm pháp không có sử dụng đó chính là tiền mặt chứ không phải là Bitcoin. Tại sao là họ lại muốn có một cái tài liệu trên mạng lưới khi mà họ sử dụng. Các bạn thấy được là tiền mặt thì đơn giản hơn, không có lưu lại bất cứ một cái lịch sử nào hết Nhưng mà sử dụng Bitcoin thì có Cho nên nếu nói Bitcoin được sử dụng nhiều bởi những cái tội phạm là một điều mà hoàn toàn không có một dẫn chứng nào hết Cho đến ngày hôm nay Ngay cả những cái quốc gia như là Nhật Bản cũng đã đưa ra thống kê Theo họ thì cái số lượng Bitcoin được sử dụng trong những việc phạm pháp đó rất là ít Đây là một trong những điều mà thường đã chia sẻ trong những video trước đây nhưng mà một những điều mà bây giờ vẫn còn nhiều người nói tới là Bitcoin không có giá trị, Bitcoin không được sử dụng nhiều, sẽ không ai thích Bitcoin, Bitcoin quá chậm. Thì các bạn thấy là cho đến ngày hôm nay, những cái lời chỉ trích đó đó của năm 2017, 18 đã có rồi, thậm chí là trước đó nữa năm 2015, năm 2014 đã có rất nhiều người lên tiếng nói Bitcoin chậm, Bitcoin đã lỗi thời vân vân. Thì đương nhiên các bạn thấy là tới ngày hôm nay đó, Bitcoin vẫn là như vậy, Bitcoin vẫn chậm, vẫn còn rất ít nơi cho sử dụng Bitcoin để mình thanh toán. Có nghĩa là sao? Có nghĩa cho tới ngày hôm nay thì những người đó đã chứng minh được là mình đã đúng họ đã chứng minh được là họ đã nói đúng 3 năm sau, 4 năm sau, 5 năm sau con cũng như vậy thôi, Bitcoin vẫn chậm tốc độ Bitcoin cũng như vậy, không có nhiều người chấp nhận thanh toán của Bitcoin, họ đã đoán đúng nhưng mà họ đoán đúng nhưng mà không có liên quan đến giá cả hết các bạn thấy được là có đúng đi nữa thì giá cả vẫn tăng cao cho nên các bạn có thể ngồi đó mà nói là mình thì đoán đúng mình thì đoán đúng nhưng mà các bạn có kiếm được tiền hay là không mới là quan trọng chứ còn các bạn cứ ngồi đó nói là mình đoán đúng nhưng mà giá cứ tăng lên và tăng lên và tăng lên thì các bạn chỉ là bỏ lỡ cơ hội đầu tư mà thôi và các bạn thấy được đây là một cái trang mới của Thuận Capital là Thuận lưu lại những cái chương mục đầu tư của Thuận Tại vì trước đây Thuận chia sẻ nhưng mà chia sẻ trên mạng xã hội cũng như những cái video đó Thuận đã chia sẻ cái phần trăm lưu trữ những đồng nào của Thuận với các bạn rất là nhiều lần Nhưng mà bắt đầu là từ tháng 11 cho tới bây giờ Thuận đã chia sẻ thông tin này trên cái trang web Thuận sẽ để cái link này bên dưới đi nhưng mà nào mà có thú muốn xem thì có thể xem Thì các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay đó là 62 của chuyên đầu tư crypto của Thuận là nằm ở bên Bitcoin Và thực ra mà nói là Bitcoin trong giờ bao nhiêu năm qua vẫn là cái phần đầu tư lớn nhất của Thuận trong thị crypto này nhưng mà nào mà theo dõi Thuận trong vòng 3 năm qua cũng đã thấy Thuận chia sẻ rất nhiều lần Chứ không phải là chỉ mới đây Có thể là nhiều bạn mới tham gia vào thì thấy là Thuận chia sẻ nhiều về Bitcoin thì cảm thấy là Bitcoin đang lên Thì Thuận chia sẻ nhưng mà không phải như vậy đâu Những lúc mà khó khăn nhất của Bitcoin Nhất là những lúc mà altcoin tăng mạnh á các bạn thấy được là cái mùa tăng trưởng năm 2017 đó có rất nhiều người làm những cái video nói xấu Bitcoin và lúc đó không phải là một cái lúc dễ dàng để Thuận có thể là bảo vệ Bitcoin nhưng mà lúc nào thì Thuận cũng chia sẻ với các bạn sự thật là tại sao Thuận tin tưởng vào Bitcoin chứ không phải là chỉ mới đây tại vì Bitcoin đối với Thuận bây giờ vẫn là một đồng rất là quan trọng các bạn thấy được đó là nhiều người nói là Bitcoin sẽ không có còn tăng trưởng nữa tại vì hồi xưa đó các bạn phải mua Bitcoin rồi mới mua được Allcoin tại vì các bạn thấy là các bạn chỉ có thể là đổi Bitcoin vào Allcoin mà thôi Bây giờ đó nhiều người nói là các bạn có thể dùng tiền mặt để mà mua thẳng ở coin như là các bạn lên trên sàn Coinbase đi, các bạn mua à, uh, đồng Ethereum, đồng Litecoin các bạn đâu cần Bitcoin đâu. Thì nhiều người trước đây cho là Bitcoin sẽ không bao giờ thấy sự tăng trưởng nữa tại vì Bitcoin hồi xưa có giá vì người ta phải mua Bitcoin để mà mua All coin, bây giờ không cần nữa nhưng mà trên căn bản các bạn thấy được là không phải như vậy. Bitcoin có giá trị tại vì cái tính phi tập trung của Bitcoin cũng như là những cái điều mà thường đã chia sẻ trong nhiều video Chứ không phải là Bitcoin có giá trị tại vì người ta phải mua Bitcoin để mà mua altcoin Đó không phải là cái suy nghĩ chính xác và bây giờ giá cả đã chứng minh được là những người mua Bitcoin bây giờ không phải là họ mua Bitcoin xong rồi đổi qua altcoin Mà họ mua là để làm gì? Họ mua là tại vì họ muốn lưu trữ Bitcoin lâu dài Họ tin tưởng vào giá trị của Bitcoin Đây là điều mà rất là quan trọng Tôi muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu hơn Và phần trăm của thuận bây giờ thì các bạn thấy là Bitcoin là chiếm 62,3% Ethereum là 30% trăm à, còn về các bạn thấy được đó là BNB, Binance Coin là thường chiếm là 3,5% phần trăm Uh, Cardano 1,3% Litecoin 1,7% Order nghĩa là một số đồng khác là 1,2% Trong đây phần lớn là hai đồng Thứ nhất là đồng Uniswap Và thứ nhì là đồng YFI Yun.finance Như bảo hỏi Thuận là Thuận có còn lưu trữ đồng uh, Uniswap không? Thì câu trả lời là có Thuận vẫn đang lưu trữ nhưng mà nó nằm trong Cái số lượng đồng nhỏ 1,2% này Như bảo hỏi Thuận là Cardano Thuận còn lưu trữ hay không? Thì câu trả lời là có Vẫn còn Tôi hy vọng là thông tin này có thể là giúp ích được cho một số bạn và trả lời một số những thắc mắc của các bạn. Và các bạn thấy là Bitcoin nó cứ tiếp tục tăng mạnh thì có một số suy nghĩ mà thường đã nghĩ tới sáng ngày hôm nay là thực sự là Bitcoin có bị điều chỉnh mạnh hay là không thì nếu chúng ta chỉ nhìn vào cái góc cạnh thông thường là tăng mạnh thì đương nhiên sẽ xuống mạnh tại vì các bạn thấy là tăng liên tục như vậy thì không có nhiều nơi gọi là tích lũy cho nên khi bitcoin rơi thì sẽ không có nhiều nơi hỗ trợ giá cả cho bitcoin nhưng mà một mặt khác tôi lại thấy là các bạn comment ở dưới facebook hay là youtube hay là twitter thì nhiều bạn bây giờ là đang trông chờ trong chờ gì trông chờ bitcoin xuống để có thể mua được với cái giá hợp lý hơn là cái giá này nhiều bạn cho đây giá này đã quá cao cho nên nếu như mà rơi xuống thường nghĩ là sẽ còn rất nhiều người chưa có mua Họ sẽ ao ạt đổ vào để mà mua khi mà họ cảm thấy là giá điều chỉnh lại Cho nên trong thời gian ngắn hạn nên nếu như mà nói là Thường có nghĩ là có một cái cuộc điều chỉnh mạnh đi xuống hay không Thì thường không nghĩ như vậy Thường nghĩ là có rất nhiều người đang chờ sẵn đi mà mua với cái giá tốt hơn Cho nên bây giờ thường lại nghĩ là chúng ta có thể là đợi thêm một thời gian nữa Trước khi mà có cuộc điều chỉnh mạnh Thời gian ngắn hạn nếu như mà điều chỉnh thì sẽ nhanh chóng được mua Bởi những nhà đầu tư riêng lẻ mà bây giờ họ đang đứng bên hông chưa có mua tại vì đang hối tiếc là không mua được ở cái mức là 30.000 hay là dưới 30.000. Khi Bitcoin đi xuống 10%, 15% thì sẽ có nhiều người chờ sẵn để mà mua và sẽ đẩy giá trở lên. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào một số những cái thuyết mà thường cảm thấy nổi bật ngày hôm nay. Thì chúng ta trước hết hãy nói về cái thuyết liên quan đến cái số lượng Bitcoin được lấy ra khỏi các sàn Các bạn thấy được đây là cái tweet được chia sẻ bởi VJ Porter Party là một trong những cái Twitter mà chúng ta hay theo dõi Thì chúng ta thấy được là trong vòng thời gian 7 ngày qua đó Cái số lượng Bitcoin được rời khỏi những cái sàn Đây là cái số lượng Bitcoin được rời khỏi những cái sàn cực kỳ nhiều Chúng ta thấy được là trên sàn Coinbase thôi trong vòng 7 ngày cái số lượng Bitcoin được thu mua và đem ra khỏi sàn lên đến, đến 47.507 đồng Bitcoin Hoa Huobi 4.755 Binance chúng ta có 4.100 đồng Bitcoin được nạp thêm vào nhưng mà các bạn thấy được là tính những cái số này thì các bạn thấy được là có bốn sàn là có thêm một số lượng Bitcoin nhưng mà tất cả các sàn lớn như là OKX Kraken, Bitfinex là mất đi rất nhiều Bitcoin tại vì người ta mua Sau đó là được rút khỏi sàn Để làm gì thì đương nhiên là nhiều người nghĩ là đưa vào những cái ví chứa lạnh Thì tính chung hết các bạn thấy là trong vòng 7 ngày qua Cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn nó lên tới 74.050 đồng Bitcoin đã bị mất đi trên sàn Cho nên các bạn thấy được là tình hình bây giờ thì có rất nhiều Bitcoin đã được thu mua Và tình hình là thấy không có một cái sự tiến triển nào khiến cho cái áp lực mà mua bây giờ rất là mạnh trong khi mà cái nguồn cầu không có nhiều càng ngày càng ít bitcoin hơn mà cái số lượng người mà lưu trữ đó thì họ lại không muốn bán tại vì sao tại vì nếu các bạn lưu trữ bitcoin bây giờ các bạn thấy là mỗi ngày đều có mỗi đỉnh mới thì các bạn có muốn bán hay không đương nhiên là chưa tại vì nhiều bạn bây giờ là vẫn chờ đợi tới khi nào mà thấy bitcoin bắt đầu mệt mỏi rồi thì họ mới bắt đầu có ý định bán chứ nếu như mỗi ngày mà cứ tiếp tục tăng thì người ta sẽ không dám bán tại vì họ ta sợ là bán xong rồi đó thì giá lại tiếp tục tăng lên cho nên các bạn thấy được là bây giờ cái nguồn cầu ở trên thị trường rất là mạnh nhưng mà nguồn cung thì không có nhiều khiến cho chúng ta mới thấy được cái giá cả tăng mạnh như vậy. Và trong cái video ngày hôm qua thường đã chia sẻ một cách chi tiết hơn. Chúng ta nói tới một cái thông tin khác nữa đi. Đó chính là cái thông tin liên quan đến cái suy nghĩ của một số người bây giờ ngay cái crypto lock thì nói là Bitcoin sẽ đến 100.000 đô cho một đồng Bitcoin nhưng mà các bạn thấy đợi giá Bitcoin bây giờ đã gần 35.000 rồi Thì từ đây lên tới 100.000 là tăng không lên tới 3 lần Có nghĩa là chỉ có là 2, mấy lần mà thôi Thì nhiều người cảm thấy là Orcoin là một nơi Mà sẽ cho họ có lợi nhuận cao hơn Và đây cũng là một những lý do Mà tôi nghĩ là mùa Orcoin sẽ đến Nhiều bạn thì bây giờ là quan mang cho đến ngày hôm nay thì một ngày trước đây cũng quan mang tại vì thấy là Ethereum không có tăng trưởng mà Bitcoin cứ tăng liên tục Ethereum hôm nay các bạn thấy là cho một cái cây nến màu xanh cực kỳ dài chúng ta thấy được là chỉ tính ngày hôm nay thôi thì Ethereum đã bắt đầu là mức 774 lên thẳng lên tới bây giờ là lên 26% trong vòng chỉ có một ngày cho nên nhiều bạn có thể là an tâm hơn là bây giờ đã có một cái dấu hiệu là mùa altcoin đang từ từ trở lại nhưng mà cái tên một ngày thì nhiều bạn rất là quan mang nhưng mà thường là không quan mang như vậy nhiều bạn hỏi thường là có nghĩ là sẽ có mùa altcoin hay không thì cũng trả lời là đã có tại vì sao tại vì các bạn thấy được là tiền sẽ đổ từ bitcoin qua altcoin lớn altcoin lớn qua altcoin chung và altcoin chung qua altcoin nhỏ hơn tại vì sao tại vì mọi người sẽ đi tìm kiếm cái nơi nào mà cho họ có được cái phần trăm lợi nhuận những người mới bây giờ đã tham gia vào nhìn bitcoin ba mươi mấy ngàn đô họ chỉ cảm thấy là Bitcoin nếu như có tăng lên 100 000 đô như là mọi người uh, chia sẻ thì cũng chỉ tăng lên hai phẩy mấy lần mà thôi không tới ba lần thì đương nhiên là altcoin sẽ cho họ có cái lợi nhuận cao hơn nhìn vào Ethereum đi Ethereum chỉ có là 900 đô tuy đã tăng mạnh từ hôm qua tới bây giờ nhưng mà 900 đô vẫn chưa có tới cái đỉnh cũ trước đây là 1.400 đô thì Ethereum có cái cơ hội tăng nhiều hơn là Bitcoin và những đồng altcoin nhỏ hơn thì lại à, uh, càng hấp dẫn hơn đối với nhiều người cho nên tiền sẽ đẩy qua những cái thậm chí khi mà bitcoin càng ngày càng tăng lên và tới mức nào đó thì nhiều người đối chữ Bitcoin cũng sẽ đẩy tiền vào altcoin tại vì họ muốn tìm kiếm cái sự lợi nhuận cao hơn cho nên vì lý do đó đây là cái tâm lý rất bình thường thường nghĩ là sẽ có một altcoin mà thôi đây là một trong những cái điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn là thường vẫn nghĩ là sẽ có một altcoin và Bitcoin 100 000 thì thường cảm thấy là cho tới bây giờ không còn ai nghi ngờ gì nữa chúng ta thấy là Bitcoin vẫn tiếp tục đi theo cái mô hình stock to flow cái mô hình mà Thuận đã chia sẻ trong vòng hơn một năm rưỡi qua là chúng ta thấy là mô hình này chứng đoán là giá Bitcoin sẽ tới 100.000 đô là cái thời gian là hè của năm nay từ tháng 5 cho đến tháng 6 của năm 2021 này nghĩa là chỉ còn có 6 tháng nữa thôi thì Bitcoin sẽ lên tới 100.000 đô. Trước đây khi mà Thuận chia sẻ năm 2019 thì lúc đó các bạn thấy được là giá Bitcoin không có là bao nhiêu chỉ có là 6 000 thì nhiều người cho là chia sẻ quan đường tại vì Bitcoin chỉ 6-7.000 mà nói là Bitcoin sẽ tới. À, thời điểm là 100.000 đô vào lúc là năm 2021 Thì nhiều người cho là suy nghĩ diễn dông Nhưng mà bây giờ các bạn thấy là không có gì nghi ngờ nữa Thậm chí các bạn thấy là cái đường mà màu nâu này đó Đó chính là cái đường chuẩn đoán giá của Bitcoin Và những cái dấu mà màu cam, màu vàng, màu xanh này đó là giá của Bitcoin Thì các bạn thấy được là có lúc thì giá Bitcoin là đi dưới cái sự chuẩn đoán của cái đường màu nâu này Có lúc là lên qua khỏi đường màu nâu này nhưng mà trong thời gian dài hạn các bạn thấy là những cái dấu chấm của màu này đã đều đi theo cái xu hướng đường màu nâu và cho đến ngày hôm nay thì các bạn thấy được là cái dấu chấm giá cả đó là 32 22 đô của cái biểu đồ này đã nằm ngay trên cái đường mà màu nâu này có nghĩa là chúng ta vẫn đang trên đường tiến tới 100 000 và cái biểu đồ này chứng đoán là giá Bitcoin sẽ lên tới con số là một triệu vào năm 2025 nghĩa là sau cái đợt halving lần thứ tư của năm 2024 thì một năm sau đó chúng ta sẽ đi vào cái giá 1 triệu đô la cho một Bitcoin. Nhưng bây giờ chúng ta hãy quan tâm đến 100 ngàn trước đi. Tại vì tới lúc mà Bitcoin lên tới là 200 300 thì tôi cũng không biết là lúc đó cái channel này sẽ đi về đâu. Tôi cũng không muốn suy nghĩ đến cái giả thuyết xa xôi đó. Chúng ta bây giờ chỉ nói tới 100 ngàn đi thì chúng ta vẫn đang trên con đường lên tới 100.000 đô chỉ còn 6 tháng nữa thôi dựa theo biểu đồ stock to flow này và một trong những cái tài liệu khác nữa mà nhiều bạn hỏi thuận trong thời gian hai ngày qua đó chính là cái tài liệu liên quan đến là công ty Rayscale đó công ty đầu tư Rayscale lại mua thêm 12 triệu đồng XRP thì thuận có ý nghĩa như thế nào Thường thì xưa mới nói cũng không biết là thường suy nghĩ như thế nào Nhưng mà công ty Rayscale á, bây giờ là công ty mà đầu tư vào thị trường crypto lớn nhất Nếu chúng ta nói tới những công ty đầu tư truyền thống thì RayScale là lớn nhất và họ bây giờ đang quản lý cái số lượng đó từ năm 2019 chỉ có 2 tỷ đô la quản lý với công ty Binance mà trong năm 2020 thôi đã lên tới con số là 20 tỷ đô la được quản lý với công ty Binance thì coi như là công ty này là công ty mà có sự tăng trưởng về mặt vốn hóa rất là mạnh và công ty này lại tiếp tục thu mua XRP đây là một cái thông tin thường cảm thấy là cũng rất tốt đối với nhiều bạn cho nhiều bạn thêm hy vọng là XRP sẽ qua được cái thời kỳ khó khăn này và công ty Rayscale là một công ty mà có quen biết rất là rộng cho nên nhiều người thì có thể là lấy thông tin này và cho là công ty Rayscale đã biết một cái gì đó có thể khiến cho họ không có lo lắng về đồng XRP đương nhiên đây là một thông tin tốt đối với những bạn nào mà đang lưu trữ đồng XRP